VN Index hôm nay được giao dịch trong tâm lý tích cực của nhà đầu tư khi hầu hết cả phiên đều trên 1.280 điểm. Đến cuối phiên thì áp lực bán bắt đầu xuất hiện và kết phiên thị trường chung tăng 4,2 điểm lên mức 1.276 điểm. Nước ngoài hôm nay đã quay trở lại mua 286 tỷ sau 6 ngày bán dòng và tập trung chủ yếu vào bất động sản an ra làm cho mã này vút bay và chạm trần trong 45 phút cuối ngày. Tự doanh tiếp tục mua dòng 331 tỷ. Đây là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư khi các khối này đã ngừng bán dòng kết phiên tổng thanh khoản trên toàn thị trường đạt hơn 18.000 tỷ. Dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu phân hóa trên toàn thị trường. Hôm nay Masan là mã có đóng góp tích cực nhất và điểm số chung. Ở chiều ngược lại thì Vinhome là mã kéo điểm mạnh nhất. Tin vui là dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại với ngành ngân hàng và ngành chứng khoán. The Brand hiện đang được giao dịch ở giá 73,8 đô trên một thùng. Vàng tiếp tục sideways và đang có giá 1.802 đô trên một ounce. Dow Jones liên tục phá vỡ ngưỡng điểm lịch sử và đang ở mức 35.144 điểm. Dow Jones Future thì giảm nhẹ với mức 34.959 điểm. Bitcoin liên tục có những đợt tăng giảm mạnh và bất thường đang được giao dịch ở giá 38.451 đô trên một bit. Theo quan sát của mình thì yếu tố rủi ro trên thị trường đang giảm dần. Vậy nhưng một yếu tố quan trọng nhất vẫn đang thiếu đó chính là tính thanh khoản. Và để đạt được điều này thì chúng ta cần nhóm ngân hàng và chứng khoán hồi phục để có thể thu hút dòng tiền. Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục cẩn thận và chỉ nên giải ngân từ từ vào những mã có nội tại tốt. Chúc các bạn ngủ ngon. Hãy nhớ like và theo dõi mình để cập nhật những tin tức mới nhất về chứng khoán nhé.